bắt đầu, tôi là một tên ăn mày. Và đối thủ của tôi là Mai Hữu Phong. Khác với các game khác, đánh quái có thể đạt được chân khí, mà chân khí có thể dùng để thăng cấp công kích, sinh mệnh, khôi phục, đồng thời sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên. Nếu tôi không ngừng đánh quái, có thể nâng cấp liên tục, nâng cao sức chiến đấu. Đây là ai hay là đối thủ của ta? Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, còn có thể lĩnh một lượng lớn nguyên bảo. Đừng nghĩ chuyện này sẽ kết thúc, nguyên bảo không chỉ có thể triệu hồi trang bị, cũng có thể triệu hồi vũ khí và vật nuôi. Chưa đầy 3 phút, ta đã trở thành cái bang đệ nhất thiên hạ.